Cái đủ mẹ chỉ nhầm à? Fuck. Chào anh em nhé. Thử mốt về Trung Quốc này xem nào. Hello cutie pie. Muôn tâu bệ hạ sắp đến 30 tháng 4 rồi, thần xin phép được qua Cali đón người Mỹ về ăn lễ. Thần rất ngưỡng mộ họ vì chiếm Cali không tốn một viên đạn, với cho thần xin slot chư hầu thần xin hết. Ok, cảm ơn Phong lão. Từ từ tôi đang test muốn. Ở đây chúng ta muốn dùng triều đình mà bọn Trung Quốc nó làm thì chúng ta bắt buộc phải là Hán, người Hán. Nhưng mà sau đó thì tôi sẽ chuyển lại sau. Tính cách là một người hòa đồng, thiên tài phát nhỉ, là một thiên tài. Rất là biết cách, còn mẹ là tiết chế. Nói cái đéo gì. Người điềm tĩnh và dâm đãng đấy, hợp lý. Đạt Nguyễn, một con người dâm đãng. Bắt đầu đấy thì nó mới có cái hoàng cung này, chúng ta treo cờ chúng ta ở đây. Có cái cờ ở trong này nữa, nó bị ở chỗ này che rồi. Bá quan văn võ ở đây. Tiếng bé nhỉ. Ở đây có một vấn đề, chúng ta đang là người Hán, bởi vì chúng ta phải chọn người Hán chúng ta mới có quốc tịch, mới có cung điện này. Sau đó khi chúng ta chọn làm nhà Hán ấy thì tôi sẽ chuyển qua một vùng khác, chuyển thủ đô sang một vùng khác, bởi vì ở đây chúng ta đang thấy là chỉ có chỗ này là ấy thôi, chỗ này là phòng văn hóa Hán thôi. Nếu mà chúng ta sẽ chuyển đô sang một khu vực này, chúng ta sẽ chuyển tạm ở đây, di chuyển sang đây đó, thì chúng ta sẽ có cái option chuyển đổi văn hóa địa phương, chúng ta chấp nhận văn hóa Việt đó, như vậy là chúng ta chuyển sang Việt.
và cái cung điện của chúng ta vẫn là đây. Ấy, cái mẹ nó mới hợp lý vãi lìn. Làm sao có thể chấp nhận làm văn hóa người Hán được? Đéo bao giờ luôn. Lách luật. Rồi đời sau chúng ta phải chuyển kinh đô lại. À, chuyển lại được luôn đấy. Còn mà chuyển luôn. Đấy, chuyển được luôn. Việt nó lại hợp con mẹ nó lý. Hợp con mẹ nó lý luôn. Được chưa? Hợp lý chưa? Thế là lách luật được cái cung điện nhá. Ngôn ngữ triều đình chúng ta phải chỉnh lại sau. Chuyển sang ngôn ngữ Việt. Nói tiếng Việt. Rồi ở đây chúng ta có mấy cái tước vị đây? Ba tước vị công quốc. Thì hiện tại tôi giữ được 8 cái. Thì một cái tôi ghi định ở đây. Một cái ở dưới này. Cái này được bao nhiêu? 4 3 7 8 đúng không? Thì mình giữ hai cái này. Mình phải giữ hai tước vị này, tước vị này cho một triều. Cho một mãnh tướng Thường Kiệt. Ui, con mẹ vừa nhìn phát biết ngay Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt à? À, Lý Thường Kiệt luôn à? Con mẹ đổi tên lại nào. Được chưa? Lý Thường Kiệt. Này đổi lại đi, Lý. Đây là lý khác nha, không phải lý của tôi. Hôm trước cái này có người đặt rồi cho thằng Nam. Đây là clan của thằng Nam. Các ông đều có được phần đâu vì nó donate nên nó sẽ được ban cho Lý Thường Kiệt. Hy vọng là ok. Lý Thường Kiệt. Mãnh tướng thái úy của chúng ta là một gia tộc của Nguyễn Thành Nam. Lý y ngắn đi để phân biệt với lý của mình. Chỉnh cái cờ tí nhỉ. Các chư hầu là hình con vật đi cho mãnh tướng của mình là như một. Xem có con hình con hổ ở đây không? Hổ tướng. Ở trên thì hình mặt trời.
châu Âu quá nhỉ, mấy cái cờ này châu Âu. Tìm cái câu nó đẹp đẹp tí. Kéo con hổ hay sao ấy? Nhưng mà cái rồng nữa, có phải vua nữa mà rồng. Đấy, cho con này. Mãnh hổ. Rồi, phía trên là mặt trời. Sư tử. Chơi đâu à? Tại mặt trời như cực chặt thế. Nhưng mặt trời khác không? Núi à? Hay là sao? Mãnh tướng này tạm thời cấp cho một sao đi, tượng trưng cho là cấp bậc đúng không? Xuống dưới tí đấy, cái sao này nhìn đầu tí bé bé một chút. Một sao màu vàng, sư tử vàng, mắt đỏ, mồm đen, mắt trắng, mồm đen, mắt đỏ giống yêu quỷ yêu quái vậy đấy, mắt đen. Sao vàng. Vội cái đéo gì mà nhanh, có cái gì mà phải nhanh. Chơi thông thả mà chơi.
Phía Bắc của chúng ta sẽ là Đại Tống. Trên có Hàn Quốc, Nhật Bản. Đại Liêu. Rồi, lấy vợ. Tìm cô em là xinh đẹp tí. Kế thừa. Xinh đẹp luôn này. Tuyệt cho mẹ nó vợ. Yêu cầu cả đạn. Phật giáo. Thằng này người Lào. Bọn nó nói cái đéo gì đây. Cái thằng người Lào này. Người anh em Lào à. Có vấn đề gì đây. Ba thằng cận thần của mình đang thảo luận về các tước vị và họ tranh cãi và than thở về việc phải đánh thuế như thế nào để tức là đánh thuế như nào cho cái lãnh thổ của anh ta. Những vùng đất này thì đầy rẫy những tên trộm. Nói chung cái quận này nó đang bị cướp củng nhiều và thằng này có thể đưa cho thằng trai gia này, người Lào này, cái khu vực này để nó tự quản lý. Nhưng mà khu vực đấy là khu vực Mường Thiang, là khu vực của mình. Nhớ thì cho được anh em. Giữ đấy. Thằng này nhận khu vực Mường Thiang. Thằng Cao. Thằng này là thằng Cao này là người Việt. Thằng này người Hán, thằng này người Lào. Bọn này có thể hoặc là cho ba thằng này tự đánh nhau. Đương nhiên là chúng ta đã cho rồi, nên chúng ta sẽ từ chối. Thuê bác sĩ. Chỗ này là gì? Tân An. Chỗ này là Tân An đúng không? Cam Thị. Quỳnh Anh. Bác sĩ cấp mắc luôn à. Cam Thi. Cam. Cam Thị. Đó. Triệu tập triều đình Pháp.
Em này là người Việt à? 250. Con bác sĩ triều đình này nó ăn trộm xác đấy. Để cho bạn không làm thế nữa. Thằng này người Việt hay là người Việt? Này là một nam tước quỳ bắp. Còn thằng này là thầy tu của mình đúng không? Đúng vậy. Đúng không? Không phải. Thầy tu của mình là thằng người Hán. Có đu mẹ. Giáo hội Phật giáo nước mình là một thằng người Hán là đéo nào. Cái này được ít tiền, có mấy cái bảng triều đình này cơ. Mà tôi đéo hiểu lắm. Thoái vị. No. Why? Tại sao phải thoái vị? Rồi chúng ta có những cái quét lớn ở đây, đó là đánh chiếm Đại Tống thôi. Đánh chiếm Đại Tống. Nhưng chúng ta chiếm những vùng đất này, chúng ta sẽ tiến đánh chiếm Đại Tống. Được một cái này. Cung điện của vua Tống Kình xếp hạng thứ nhất trên thế giới. Cung điện Sa Hoa. Văn võ bá quan. Sao vua nó lại đội cái nón này nhỉ? Tôi tưởng vua nó phải đội nón khác nhỉ? Vua đội nón như kiểu quần thần này. Từ đánh cái đeo thì bình tĩnh. Cứ phải bình tĩnh. Là nên phong kiến hóa Tây Nông. Không có tiền. Champa. Khuất phục 1.500 điểm. 1.500 điểm. Trước hết là xử thằng này. Chưa đủ cái điểm gì hết. Rồi, chuẩn rồi. Bây giờ Việt chiếm
Kingdom chúng ta đây rồi. Đế quốc Nan Jong và Đại Tống. Vua Tống khá mạnh. Cung điện Champa thì nó chắc vẫn giống ấy thôi, nó vẫn là của nhà phát hành. Cung điện bản này chỉ có cung điện của mốt thôi. Hai thằng này là hai thằng tiện dân. Nói cái đéo gì đây. Bộ máy quan liêu của Việt Nam nói chung không hiểu lắm. An và triều đình. An 50 tuổi. Tây Nông. Tây Nông ở đây sẽ bị trừ quan điểm xã hội. Chuyển sang văn hóa Việt ở đây. Cung điện Đại Việt đây. Thật ra đây là cung điện của Trung Quốc thì đúng hơn. Mình mượn tạm. Chứ không có mốt của cung điện Đại Việt. Dùng tạm. Anh chị em ruột Lý Thương. Lý Thương Hiền. Lý Thương Hiền. Thính Đạt. Chiang Khô Doang. Rồi, cái này cho Phạm Ngũ Lão nha. Phạm Ngũ Lão à? Họ Phạm nhá. Lão.
biểu tượng cái gì bây giờ? Cái gì liên quan đến vũ khí nhé? À, bà cái kiếm đi. Kiếm mũi tên này. Đây là rìu này. Cái này là rìu đi. Đỏ của máu. Đừng làm ta thất vọng nhé. Xấu cần đéo đẹp. Thiết kế bừa ai hơi đâu mà thiết kế cho từng thằng một. Đấy. Mai An gái à? Xinh đẹp luôn, ngon. Công chúa Mai An. Để bảo vệ chư hầu này có lẽ là sẽ không có hook nên rất khó để có thể đổi được. Gia tộc này khá mong manh đấy. Hy vọng là sẽ không hoảng.
42. Nó bảo thằng vua Tống, nó bảo rằng thằng này Vũ An là một thằng trưởng ấn của mình đã xúc phạm nó và nó yêu cầu là chúng ta phải trừng phạt thằng này. Thì chúng ta có ba cái lựa chọn, đó là chúng ta sẽ đồng ý, thứ hai là chúng ta sẽ bảo thằng nói chung là thay mặt mà xin lỗi. Cái thứ ba là đéo quan tâm, càng tốt, làm tốt lắm chư hầu. Ngài sẽ làm cho vua Tống khó chịu hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng cần đéo gì phải quan tâm đến bọn Tống này. Có đêm nhỉ? Sử dụng 150. Cái này mất tiền, cái này chỉ mất danh vọng. Cái này mất tiền và mất cái kia, thì chúng ta sẽ dàn xếp được cái vụ việc này. Mẹ cái thằng vua Tống này, sợ đeo gì cái thằng Tống, mẹ đặt chân lên đất của anh ấy chém chết. Phật giáo tôn vinh thằng này, nhiều người tới để xin được gặp thằng trưởng giáo của mình, bởi vì nó là một người kiểu như gương mẫu ấy, theo đạo một cách gương mẫu ấy, nên được mọi người tôn sùng. Tôi có thể tạo được công quốc này. Phôn hồng, nếu mà đánh thằng này thì chúng là tức là chúng ta thằng này có nằm nó không dưới trướng của ai cả, nên chúng ta sẽ đánh cái thằng này và cho sát nhập vào gia tộc họ Phạm được không ạ? Quanh quân cuộc chiến thánh chiến đó, chúng ta sẽ tập kết quân ở đây. Ở đây bọn nó chỉ có 500 lính thôi, chúng ta sẽ tập kết quân tình nguyện và đánh xuống. Tướng chỉ huy là người Việt Đỗ Kim, gia tộc Đỗ Kim à, gấp tên là gấp. Anh gấp tiến xuống phía Nam. Thủ đô của Trung Quốc là ở Lạc Dương thôi. Banju. Tội đã biết Banju rồi thì. Như nó đã phải là Lạc Dương. Lưu Giang mới là Lạc Dương này. Chỗ này nó giống như đất của thằng Tào Tháo ngày xưa hay sao ấy. Banju. Hứa Xương này. Nó trên Hứa Xương. Trên thủ đô của Tào Tháo ngày năm xưa. Trên Hứa Dương, Lạc Dương, Hứa Xương, Banju là Bành Thành hay sao? Chắc thế, chắc là Bành Thành. Nhưng mà hình như là bọn AI nó mới đổi, nó mới tự chuyển đấy. Lúc đầu hình như không phải ở Bành Thành. Biện Kinh à? Tống mạnh đấy. Ui. Tống 17.000 quân cơ. Chúng ta phải rất cẩn thận trong cái việc ngoại giao với nó. 17.000 quân mà nó ào xuống thì chưa kể các chư hầu biên giới của nó mà tràn xuống mình thì
tôi nghĩ là sẽ ban căng đấy. Chúng ta cứ phải cẩn thận. Tạm thời chúng ta phải đánh sang phía Nam và phía Tây, chưa lên phía Bắc bộ. Vua Tống mà nó mang quân xuống, mỗi thằng nhổ bọn nó bọt là mình chết. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ cấp cho gia tộc họ Phạm. Đây là Phôn Hông. Đấy, có tiền thì tự mà tích tiền rồi nâng cấp công quốc cái nhá. Ok, Biện Kinh bây giờ. Chỗ này chúng ta có thể chiếm được, mà chúng ta cũng có thể bắt được thằng này là công quốc, nó cũng là một công quốc. Thằng này nếu mà đánh nó thì cũng được. Đề nghị chư hầu thì có vẻ hơi lâu. 32. Vương quốc Lan Xăng. Champa. À quên mất, mình đây là nhà Nguyễn mà, nên ở đây mình có thể đặt nhà Lý Y Ngắn cũng được. Không nhất thiết phải. Đánh sang phía dưới này đã, tiêu diệt Champa, Chiên La. Nhưng mà trước hết thì muốn tiêu diệt bọn này chúng ta cứ chiếm hết mấy thằng con này đã. Sau tuyển được một mãnh tướng người Hán. Được. Cho thằng này vào cũng được. Nó theo Phật giáo nhưng nó là người Hán. Chúng ta cần phải lưu ý nó. Các mãnh tướng thì thằng nào mà bad ending. Chỉ những người mãnh tướng nào mà võ nghệ cao cường. Tôi nghĩ không cần thiết phải đâu. À đâu, thằng này nghĩ được chưa hầu chưa? 32 khá lâu. Đánh về dưới nhé. Tiếp tục đánh hai chỗ này. 300 và 500 quân. Ok. Chúng ta sẽ không đánh được bởi vì không đủ. Thằng này cùng đạo với mình à? Không. Bọn này không thánh chiến được. Bọn này thì lại không thánh chiến được. Bọn Champa này thì cũng không thánh chiến được. Thằng này thì thánh chiến được. Đại lý thì sao? Đại lý thì cũng không. Như vậy là thằng này nó đã có tước vị của vùng đất này. Chó thật. Thằng vua Champa nó lấy tước vị ở đây.
Xa đấy. Malaysia. Cái này là đánh cái gì đấy? Không biết là cái gì luôn. Đại lý đúng rồi. Đoàn dự đấy. Thời nhà Tống. Nhà Tống sắp bị Đại Liêu nó diệt rồi. Không, nhưng mà Đại Tống trong game phải mạnh lắm. 18.000 quân. Đó phải đơn giản. 25 vạn, 22 vạn. Sáu bọn này đang có đánh nhau. Em cùng gia tộc họ Phạm được không anh? Cũng được, hai họ Phạm mà. Nếu lúc đấy tính nội chiến của bọn Trung Quốc liên quan đến mình. Giang à, thánh chiến à? Như vậy là Rông Dân Giao. Như vậy là cái thằng cả kiểu như giáo hoàng của bên bên người Hán ấy là phát động thánh chiến rồi. Hán Trung Ly. Đức Tin này bây giờ có quyền đại thanh lọc. Giang Di. Nhưng thằng này là Liu Xi mà. Nó có thể tuyên bố đại thành chiến rồi đấy. Mày nếu biết có quẳng không? Nghĩ quẳng lắm. Nâng cấp thành trì lên nào. Chiếc nồi sảy thai. Fuck. Cái này là đánh như nào nhỉ? Để tôi thử xem thằng này làm chưa được đỗ kia không. Tuyên bố chiến tranh. Cái này có 13 điểm, đánh thử xem nó là cái gì. Nó là tiếng tàu nên cũng không biết là như nào. Tiến quân vào đây thằng nào. Mãnh tướng gấp, đỗ kim gấp.
một người con của đất Việt. Nó gọi là bắt đầu đi vào thời kỳ thánh chiến thôi, chứ còn để mà phát động thánh chiến vào một nước khác nó không dễ đâu. Quan trọng là hình như là thánh địa của mình, trong những cái thánh địa của bọn người Hán ấy, hình như nó không có ở Việt Nam nên không sợ. Một 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 mối quan hệ đáng là nghi ngờ. Chúng ta nghe được cái một cuộc nói chuyện, đó là đây là một loại thuốc rất là mạnh, từng được xuất hiện và chỉ tới từ những nơi xa nhất trên thế giới. Hay nói cách khác là những người thương nhân mà tôi từng gặp. Cô ấy rút ra một lọ chất lỏng màu vàng nhạt, xoáy nó vào bên dưới và kiểu như dúi vào tay cận thần của mình. Cô ta bảo rằng là cái thuốc này là mang lại sự trường sức sống và sự trường thọ. Và chỉ những người mạnh nhất mới có xứng đáng với nó. Mình nhìn thấy và mình đòi đưa thuốc đây. Cái thuốc này chỉ sẽ có 1% mà chúng ta bị chết thôi. 29% là cái thuốc này sẽ giúp cho chúng ta khỏe hơn. Cam thi. Chúng ta sẽ sa thải cô ta khỏi. Ok mẹ nó, không quan tâm. Chúng ta không nên mạo hiểm mà uống cái thuốc đấy. Uống cái thuốc đấy xong thăng tiên cái đấy, oảng. Vị vua anh minh không thể chết sớm thế được. Em cùng gia tộc họ Phạm á? Cùng cái gì? Cái trận chiến vừa rồi thì giúp cho chúng ta được cái gì? Tù nhân à? À, bắt tù nhân. Phải bắt tù nhân không? Nhưng không phải. Không hiểu cái cơ chế để đánh là như nào. 81. Em này quyến rũ mình. Người Hán. Trên đường tới ghé thăm triều đình của mình thì đang muốn banh háng ra để cho mình soạc. Em này không đẹp lắm nên tôi sẽ không soạc làm gì. Soạc em là phải đẹp đúng không anh em? Không soạc là phải soạc em là đẹp, soạc xấu không soạc. Nhất nhất trí quan điểm. Sợ quá nhỉ, mẹ thằng Tống này hưng hưng đánh mình cái thì ăn lèn. Sợ với đai. Trăm pha
Nào nào, nốt được 100 pa đây. Khuất phục nó chúng ta cần 1500 điểm. Tổ chức tiệc liên tục mới được. Luyện một số skin. Một thằng thương nhân tới và muốn bán cho mình một đồ, đó là một cái thanh kiếm. Một thanh kiếm từ gia tộc Durikit. Đủ mẹ, thanh kiếm một sao à? Chó này. Kiếm đều à? Cái đồ bùa gì đây? Tiếng tàu à? Không, đợi tôi để tôi mở máy dịch xem đây là tiếng đéo gì. Phải cả tiếng tàu. À, nó bắt mình chiều cống. Có con cặc. Bố mà chiều cống, nó bắt mình chiều cống anh em ạ. Buổi biên cút. Đừng hòng lấy được một xu của Đại Việt. Đừng có hòng. Nghe rõ chưa? Đấy rồi, mẹ làm con voi. Cháu yên tâm, mẹ thằng nào vào cũng cuột chết. Kệ nó, nước tấm không phải một nước mạnh. Lý Thương Kiệt gom được 900 quân rồi. Thằng này gom được 400 quân rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh thôi. 80 vẫn đang trừ hầu. Tổ chức một bữa tiệc mà cứ quên là thì đó là à, tổ chức rồi đúng không? Thiếu tiền. Thunder là mấy bắn đá. Tôi dùng cái này cho lành. Nhưng mà đợi tổ chức tiệc đã. Ba mươi bảy nghìn, 15 nghìn. Đại Tống đang bị chia rẽ một cách sâu sắc. Công quốc thì bây giờ thằng này nó mới tự tạo chứ tiền đâu mà tôi ngồi tôi chi cho một bọn này. Cấp đất cho tôi thì cố lên mà tạo. Tiền còn làm bao nhiêu việc nhỉ? Tạo một bữa tiệc khiêm tốn 200 vàng. Nào tiệc này có ai tham gia? Thằng này thằng nào? À, Đỗ Kim gấp mẹ, không mẹ tham gia. Láo nhỉ, vợ mình không tham gia. Chó chết thật. Sao vợ lại không tham gia? Mãnh tướng của mình lại không tham gia. Bản mốt này nó tăng thêm lời thoại hay sao? Trong một lần say rượu thì thằng này đã vấp ngã va vào một cái vạc lớn ở sảnh
nước từ trong cái vạc để trào ra ngoài, ngập kiểu như là lênh láng một nửa căn phòng. Phi Sơn thì đây, Phi Sơn là thằng này rất là tức giận vì ông ta ngồi ngay cạnh cái vạc bị nước cuốn đi và lớn tiếng chửi bới như xối xả vào mặt thằng này. Thằng này thì kệ con mẹ nó cứ ăn, còn thằng này thì hóng chuyện. Fucking shit. Ăn hại. Rồi với cái việc thằng củ lìn này nó xô vào cái vạc thì chúng ta phải sửa lại cái đấy và bù đắp cho bữa tiệc, và cũng đồng thời bữa tiệc kết thúc luôn. Chó này nữa. Lạ Long Tam. Fuck. Đói. Tự nhiên mất 50 vàng. Mua nhìn nữa chứ. Âm tiền nên đang nghĩ ngân khố quốc gia đang bị âm nên là chúng ta sẽ có một số phương án. Chúng ta sẽ có cái này. Chúng ta sẽ xem xét sổ cái để tìm ra xem có những cái khoản nào khác không. Thì chúng ta sẽ có 75% khi xem sổ cái chúng ta thu về được 110 vàng. Được 75%. Đấy. Giải quyết ngay. Làm sao lại có thể giấu anh được cái khoản tiền đấy được. Anh nhìn đề nghị làm chưa? Ôi sổ nó cũng không chịu. Thế thì quất đi. Quất thôi chứ còn thế nào nữa. Đại quân. Đây là tướng gì đây? Thường Kiệt. Ê à, Mãnh Tường Lý Thường Kiệt. Võ Dũng 23. Chỉ huy đại quân tiến đánh. Bọn này như kiểu Điện Biên ấy nhỉ. Cái khu vực này kiểu Điện Biên. Một phần Điện Biên, một phần của Lào. Mang thai. Vợ mình đợt trước là trốn tham dự tiệc đấy, mà bây giờ tiệc tàn cái lại có thai. À mình nghi lắm. Đại Tông vẫn chưa đánh nhau xong à? Quân tụt ầm ầm. Triệu tập triều đình. Thằng này là một bọn ngoại giáo.
Đã là một thằng ngoại giáo thì phải giết nó. Ở đây không chấp nhận bọn khác chém. Thằng này là Nam Định. Vậy thì tên họ Nam Định. Người Việt. Nam Định danh. Thằng này yêu cầu một cái kiểu như là kiểm soát về thuế, điều chỉnh lại, cải cách lại thuế. Nhưng mà chúng ta như thế chúng ta phải chi 240 vàng là quá nhiều. Rà soát lại thuế, nhưng chúng chọn cái này thì chúng ta sẽ bị quan điểm trực tiếp trừ 5. Nên chúng ta sẽ không làm gì cả. Rồi cô bé này người Việt. Chúng ta sẽ để cho cô bé này An Bình. Ngọc Du. Được. Chả mất cái gì. Cho cô bé đấy được dạy dỗ bởi một cận thần của mình. Em mới tập tành chơi này. Ừ thì cứ chơi thôi em. Em chơi Island qua được 4 đời rồi. Anh có mẹo về thừa kế không? Thừa kế thì nếu mà em đã chơi châu Âu thì đời nào thì nó cũng sẽ bị phân chia đất thôi. Trước khi chết thì cố gắng mà giải quyết vấn đề thừa kế, để đời sau nó đỡ loạn. Thêm tên em và ghi chú tôi tộc Phạm được không? Thêm tên em và ghi chú như là chưa hiểu lắm. Đây là gia tộc của Phạm Ngũ Lão mà. Thêm tên em và gia tộc. Xem thêm tên em và là như nào không hiểu. Tôi có nỗi lo về phương Bắc quá. Không biết nó có thanh chiến được mình không nhỉ? Để tí, nếu mình thanh chiến được nó thì nó cũng sẽ thanh chiến được mình. Để tí xem thử. Miền Lào. Miêng Lào, người Hán, người Việt, Phi Sơn, Long Khâu Phi Sơn. Thằng này đã là một nam tước rồi, nếu mà phong cho nó thì nó sẽ trở thành một triều Cộng Hòa. Thì đó là điều chúng ta không muốn xảy ra. Trong triều đình chúng ta còn ai nữa không? Một ai đó. Khách của mình Lê. Lê Kiên. Lê
cho tài phạm nhé. Lê Kiên. Ba mươi sáu tuổi, tài phạm. Cờ này hơi xấu, nhìn giống hơi giống cờ Ấn Độ, chúng ta sẽ chỉnh một chút. Nó không có kiểu random nhỉ. Nguyễn Huấn. Huấn Hoa Hồng à? Nguyễn Huấn. Nguyễn Huấn. Một thiên tài. Chúng ta sẽ định hướng cho cậu ta là một người thiên về Nguyễn Huấn. Bọn này đang bị ai đánh đây? Thêm một mãnh tướng nữa tới. Võ nghệ không cao lắm nhưng mà thôi cũng được. Vào thì cứ vào thôi. Người Việt họ Xiao. Quốc bảo. Ồ, thành này khá to, 13 tháng. Có lẽ phải thêm cái cầu đá ở đây. Đại Tống đang yên ổn rồi. À, nãy quên không check xem Đại Tống có thánh chiến được với mình không. Nói chung đợi nó 3 đến 6 tuổi để xem nó có những cái kỹ năng gì đã. Cùi bắp này ở Đại Lý à? Được, chả mất đi. Thêm những người bạn ở biên giới. Nhìn thế này mới thấy bọn Trung Quốc to nhỉ. Mình có một nửa anh ta nhìn cảm giác lép vế bọn nó.
Lê Kiên. Ba chư hầu. Lý, Phạm, Lê, Nguyễn. Bốn gia tộc. Thằng Lê Kiên này vừa một phát đã tạo được công tước luôn này. Để xem Đại Tống nào. Ồ, thành chiến được đây anh em. Nó thành chiến được mình đấy. Mẹ bây giờ mà nó điên điên là thành chiến công quốc hay là thành chiến cả vương quốc là ăn loèn đấy, đùa đâu. Chúng ta phải thúc đẩy nhanh lên cái vấn đề. Thằng này có 600 quân. Không đánh được nó. Đại lý. Khuất phục ở đại lý thì ngon, nhưng mà đại lý nếu mà đánh hết được nó có tận 19.000 quân. Nó cũng là càng đét. Đét đèn đẹt. Mấy thằng này mình lại đeo đánh được. Đang đánh thằng này vậy. Ồ, cái này thì lại thiếu đất. Hiếm công quốc thì mới đủ. Cái này là có một là bốn bốn mảnh. Chiếm lên được hai mảnh nữa. Được, có chuyến công quốc mất 200 điểm. Nó bao nhiêu quân? 400 quân, không phải đối thủ của mình. Tỷ lệ Lý Thường Kiệt, lão tướng. Lão tướng. Cứ từ từ, khi nào có chiến tranh thì mới liên minh chứ. Mỗi đứa con trai gái liên minh sớm là một cái khỉ gì. Gì mình cứ phải vội. Xuân sờn lên. Thằng này tới để thể hiện thuần phục. Được, đây là lãnh đạo gia tộc họ Phạm. Bửu. Anh Bửu. Anh Bửu. Người thừa kế. Phạm Tuấn. Phạm Tuấn. Phạm Tuấn. Anh lấy vợ thứ đi lấy làm gì? Để cho lắm cho người sau chia đất thì toang hết à? Để một vợ thôi, để cho nó ít. Tây tiến à? Ừ, từ mỗi cố đánh được mỗi tí với Tây có đánh được với ai đâu. Đánh phía dưới chưa có điểm, chưa đủ điểm để đánh. Mà chỉ đánh được một hai thằng này nữa cùng, mấy thằng dưới chưa đánh được. Phương Bắc thì chúng ta thôn tính đại lý là đẹp. Đại lý nằm trong cái đế quốc của chúng ta. Đế quốc Nanjing. Chính được đế quốc này thì chúng ta sẽ có sức mạnh đối trọng với Đại Tống. Ui, Đại Tống lên 2 vạn quân. Đại Tống bây giờ mà nó vui vui. Tận 99% thuế của thằng Phạm, thằng gì? Phạm Bửu. Tăng lên.
từ 12.5 lên 12.6. Đây, không có tiền mà ấy đi à? Các chư hầu có phải đoàn kết đấy nhỉ? Không thể đánh nhau. Chưa cần phải liên minh, khi nào có đánh nhau hay liên minh anh em, liên minh sớm làm gì? Đài Loan. Sáu nghìn rất rộng nhưng mà không mạnh. Hàn Quốc cũng bình thường. William chiếm được nước Anh rồi này. Champa tuyên chiến. Chiếm Hoàn Châu. Champa mang 2.900 quân tới. Láo nhỉ. Tiến đánh Đại Việt à? Cái thằng chó Champa này. Không biết tự lượng sức mình à? Rồi, Lý Thường Kiệt. Thống lĩnh đại quân. Tràn xuống. Dạy cho Champa một bài học 72%. À đéo được rồi, phải về hồi kinh. Hồi kinh. Hộ giá Đức Vua. Bảo vệ Đức Vua. Chó Champa. Lý Thường Kiệt mang quân về cứu Đức Vua gấp. Tiến về Đại La cứu Đức Vua. Đức Vua đang ở trong kinh thành chơi gái thì nhận được hung tin đội quân Champa thần tốc áp sát thủ đô, lúc nào mà không ai biết. Táo à. Đức Vua nhanh chóng kêu gọi Lý Thường Kiệt về hộ giá. Lý Thường Kiệt ngày đêm thúc ngựa tiến về Thăng Long, để biết có kịp không. Nếu biết có kịp không. Hộ con mẹ nó giá. Chó này dám mẹ đột kích kinh thành. Cứu đi, kịp không? À, hay lắm. Bạn nghe thấy mẹ đại tướng quân Lý Thường Kiệt về đại quân Champa suýt nữa thì phá được cổng thành, phải tháo chạy. Nhưng liệu chúng có chạy được không? Chắc chắn là chúng sẽ không chạy được. Lý Thường Kiệt thúc quân truy đuổi. Chết con mẹ mà đi, hay lắm. Chạy thì đéo là được. Này, cắn trộm này. Chó ghẻ. Chúng ta như thế, chúng ta sẽ xuống phía nam đánh vào thủ phủ của nó trước. Đốt.
mãnh tướng. Mấy cái thằng trăm pa này. Tuổi gì? À, mẹ thằng đại lý này có yêu sách với Tây Nông. Chó này. Tây Nông. Như vậy nhiều khả năng trong tương lai. Đây, nó có tước vị ở đây. Khu vực này, Tây Nông. Như vậy trong tương lai là nhiều khả năng là đại lý sẽ mang đại quân xuống phía Nam để chiếm Tây Nông. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác trước mối hiểm họa của đại lý Đoàn Chính Thuần. Bên địch có Nhất Dương Chỉ, Lục Mạch Thần Kiếm. Chúng ta thì chỉ có Chim Thần Trường để ứng phó. Aha, lấy được cái bờ cờ đó. Đưa 300 vàng đây, tốt lắm. Rồi là mang quân quay lại chỗ này. Đi đường biển à? Ờ được, đi đường biển cũng được. Đấy là có tiền để up này lên. À, đại tống lại nội dạ nội chiến. Đó là điều chúng ta cần. 5 vạn quân, ui giời, mẹ nổi loạn 2.000 quân. Bên nó có 5 vạn. Mộ bao binh. Anh lên mộ bao binh. Kinh thế nhỉ. Kinh ấy. Này lập được vương quốc riêng này. Mà muốn vượt qua phương Bắc. À, tuyển được một mãnh tướng Mao Thanh. Mãnh tướng với võ nghệ 20. Họ Mao tên Thanh. Đòi tiền chuộc. Chưa đủ tiền. À, chúng ta có cái cờ đúng không? Cái cờ rắc rưởi của bọn này. Giữ làm cái đéo gì. Ờ, à, ta không giữ. Hai bên đấy phải cờ quốc cờ của mà nhà Nguyễn đi. Lấy cờ của cái phi đấy là của nó. 60.6% mà chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề mâu thuẫn hai người này. Được không? Ok. Hai người đã giải thỏa được. Rồi, họp triều đình. Vui pinh. Du Ping. Ồ. Thằng này giới thiệu thằng này làm vệ sĩ cho mình. Được. Hiệp sĩ à. Mình cho nó làm cận vệ. Cận vệ bảo vệ mình. Đây là việc cho vũ khí hoặc là không cho vũ khí.
thanh toán 190 vàng cho mình. Được. 90% thanh toán tiền thì cứ lấy thôi. Cần gì phải nghĩ nhiều. Trúc sư tốt. Hai thằng này đánh tiếp không? Đánh tiếp luôn hai thằng chó này để lấy đất của nó. Rồi hai vùng đất này sẽ trao cho Mao Thanh. Vun Pinh, người Việt họ Pinh. Ít nói chuyện. Gia Phú cho thằng Gia Phú. Họ Gia tên Phú. Hình của Tuần Lộc. Vui ra. Rồi tôi mang quân lên đây đánh tiếp bọn này. Lý Thường Kiệt tiếp tục mang quân lên. Đinh. Họ Đinh. Họ Lê, họ Phạm, họ Lý, họ Nguyễn. Gia tộc họ Lý vẫn đang rất gọi là uy tín trong triều vì có mãnh tướng Lý Thường Kiệt ở đấy. Nên là mọi người đều phải nể phục. Xin cái đéo này, cái thằng Jotama này được suốt rồi còn gì. Nhường cho người khác suốt ngày đớp. Em họ Đinh rồi còn gì nữa.
À, mình sẽ lấy cái này. Để tăng thêm cái điểm này. Đó hợp lý. Đánh tiếp lên thằng này. Lệ. Chế tác bảo vật nó toàn mấy cái cùi cùi thôi. Đợi khi nào mà tòa án nó có những cái bọn đến thăm mình này, nó chế xin chế tác thì mình chế tác. Chứ còn chế tác này đắt mà toàn đổ một sao quý bắc. Chế làm khí. Đợi còn cho những người thương nhân bảo vật tới thì chúng ta ấy. Rồi nha, như vậy là khu vực này là tạm ổn. Chúng ta chỉ chiến tiến được một số bước thôi. Rồi thằng này bây giờ muốn đánh nó thì không đánh được. Muốn chiếm Câm Quốc thì phải cả cái này. Thằng này thì mình cũng chưa đánh được. Đó, như vậy là chúng ta cũng tịt được một số chỗ bị tịt rồi. Đại lý 2003, đại lý thì chưa chắc là dám đánh Đại Việt đâu. Huấn Nguyễn Tiền à? Được, mình sẽ dạy. Xem ai không tham gia. Ừ, tham gia hết, tốt. Hảo. Chúng ta sẽ ủng hộ Phạm Bửu. Thằng nào mạnh hơn thì chúng ta sẽ ủng hộ thằng đấy. Mở rộng phía dưới nhưng mà không có lý do thì làm sao mà mở rộng được. Ai chẳng muốn mở rộng. Đánh Champa đâu phải muốn là đánh được anh em. Có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không đủ điểm để khuất phục Champa. Không có lý do để đánh. Đâu phải là muốn đánh là đánh đâu. Campuchia cũng không phải muốn đánh là đánh. Chúng ta phải có đủ 1.500 điểm có thể khuất phục được bọn này. Mà 1.500 điểm thì chúng ta chưa đủ. Cái nhất, cái thứ hai là chúng ta chưa đủ danh vọng. Phải là danh vọng cấp 4 thì mới được. Nên là rất là khó.
Không phải là muốn là đánh đâu. Chúng ta chỉ chiếm được một ít bá quốc nhỏ. Đại Tống. Đại Tống. Pinh Kiên Tanh. Căng nhờ. Bây giờ sợ thằng Đại Tống mà nó đánh mình vậy đấy. Bây giờ mẹ vui vui nó làm cuộc thánh chiến là mình hoảng. Bây giờ hiện tại thì lại chưa được mở rộng công quốc. Thiếu điểm này quá nhỉ. Thái Vi. Một trăm ba mươi lăm vàng. Yeah, why not? Why not? Đi săn thì lâu lắm, nói chung phải đánh nhau cơ. Chứ còn đi săn thì nó lên cái này còn sơi. Mà đánh nhau chúng ta lại chưa ổn lắm. Muốn đánh trăm pa nhưng lại chưa có đủ điều kiện để có thể đánh được. Chẳng lẽ chiếm từng mảng một. Rai Champa 2.800 quân. Chỗ này nhiều khả năng là Hà Tĩnh đúng không? Nghệ An, Hà Tĩnh. Chắc chỗ này, chắc là chỗ này Hà Tĩnh này. Chỗ này chắc là Đà Nẵng này. Quảng Nam này, Đà Nẵng này. Bây giờ đánh xuống dưới này chiếm Hà Tĩnh. Nam tiến một cứ chiếm dần xuống vậy. Mặc dù tôi chưa muốn đánh lắm. Áp mắc lính bộ binh hạng nhẹ. Công quốc thì các chư hầu sẽ tự tạo thôi, tôi tạo làm gì? Tiền đâu mà tạo? Tạo được có 250 điểm thôi, không ăn thua. Phí tiền, tiền còn để xây nhà. Tiến trình up tận lên cấp 4. Tiền tôi còn up nhà chứ còn hơi đâu tôi up mấy cái đấy. Chúng ta, thì cũng vẫn là chiếm. Không được để quân nghỉ. Chúng ta phải nhanh chóng củng cố lực lượng. Quân Tống có thể đánh bất cứ lúc nào. Đại Lý chắc không dám đánh mình đâu. Nhưng mà Đại Tống thì không biết thế nào đâu. Rồi với dân này quân thì tôi nghĩ tôi cũng thừa sức đánh nó rồi. Chúng ta sẽ chiếm khu vực này với 350 điểm. Ok luôn. Tôi sẽ gọi tất cả quân ở đây.
chúng ta sẽ có sự tiếp viện của họ Lý, gia tộc họ Lý sẽ mang quân hỗ trợ chúng ta. Bây giờ mình, việc của tôi là cấp đất cho các chư hầu và các chư hầu phải tự phát triển, chứ không thể là tôi có thể chi tiền để cho các địa phương ấy được. Bây giờ cấp đất rồi thì hãy tự mà lên công quốc, tự mà xây nhà. Ngân khố quốc gia nó chỉ có hạn thôi, chi cho bao nhiêu việc, không phải lúc nào cũng có thể chăm bẵm các chư hầu được. Các chư hầu phải tự mà đứng trên đôi chân của mình đi. Triều đình còn rất nhiều khoản phải chi. Không mời được một nghệ nhân nào về nhà, nó ở xa quá. Cái này là cái mẹ gì? Huấn hoàng tử. Ô, sao mình lại thành béo ị này? Sao hoàng đế đặt Nguyễn này nhìn béo như con lợn này? Đừng nhìn vẻ ngoài anh em hiểu không? Tuy ông hơi béo nhưng ông là một vị vua tài, cơ trí hơn người. Ông ăn hơi nhiều tí thôi. Ngày ba bữa, mỗi bữa ba bát cơm. Ăn có sức thì mới điều hành đất nước nhé. Tiến xuống. Mẹ mình nhìn bọn Philippines này, đéo muốn chiếm. Nhìn bọn Philippines này, mà thôi, chiếm làm cái đéo gì. Philippines, Indonesia, Malaysia, nhìn cái bọn này là nhìn đéo muốn chiếm rồi. Lẻ tẻ với đái. Chắc là chiếm xong Đông Dương rồi chúng ta quánh lên phương Bắc. Chiếm đến, đánh đến Thái Lan là cùng. Chứ còn này, nhìn thằng Philippines, Indo này, chịu. Lẻ tẻ, ai mà đánh được. Môn này đương nhiên là Trung Quốc làm rồi. Chứ em nghĩ là ai? Việt Nam mình làm gì có mốt đơ nào đâu. Tất cả là vay mượn của bọn nó hết. Ồ, cướp được cái cờ của nó. Mẹ nó tắt tít tới để nó đánh. Chia quân ra không hết lương thực. À, Phạm Biểu.
Phạm Bỉu là có bí mật về tình nhân. Cắn hút vào. Đi chơi gái à? Cờ đểu này không phải cờ của nhà Nguyễn. Bốn ngàn quân Champa đang về. Vạn quân mối lo phương Bắc, trẫm đêm ngày lo lắng nơi biên thùy. Tân binh cấp cho Mao Thanh, 43 tuổi. Tuổi thằng này rất nhiều con này. Okay. Cho Lê Anh Thư nhé. Họ Lê à? Chúng ta có họ Lê chứ nhỉ? Nhưng có họ Lê rồi. Thế thì loại cho họ Đỗ đi, Đỗ chuẩn đi. Cho họ Đỗ. Cai quản khu vực Hà Tĩnh. Có tôi vừa được cấp thêm đất đâu đây. Không đánh được mấy thằng lín nè. Không yên tâm một chút nào.
Nguyễn Gia Linh. Nguyễn Biểu. Vợ mang thai tiếp. Đại Việt cũng hòm hòm rồi đấy. Đánh nhưng vấn đề là phải có tức, có cái lý do mới đánh được. Đến thế này nó đâu tắc rồi nè, không đánh được tiếp. Chỉ có đánh chiếm dần dần xuống Champa. Chỉ sợ bọn là đại tống nữa. Đại tống mạnh quá. 2 vạn. Đại tống nó tràn xuống mình rất là căng. Có tiền là phải tranh thủ dồn up kinh đô lên. Up tường thành lên. Để trông nó. Lại xảy thai. Mà thôi thì phép được. Campuchia cũng không đánh được. Bây giờ muốn đánh Champa tiếp thì lại phải đợi. Thật ra muốn đánh thằng này. Đánh thằng này chúng ta lại không đủ điểm này. Công trình đọc tiền thì đã xây được không? Phải có nghiên cứu. Săn cá voi 50 vàng. Tôi cần có một đội quân bọc thép. Tham ăn. Nóng vội, nhát. Nhát thì không hay. Nóng vội cũng không hay. Tham ăn. Như vậy là chúng ta có bệ đỡ sách. Bệ đỡ sách này kiểu gì đây? Bọn này nó cũng có trang trí cái này à? Có cái giá sách ở đây. Nice. Nice. Rồi, hôm nay có lẽ sẽ chơi thêm thôi nhỉ. Hôm sau chúng ta chơi tiếp. Như vậy là lãnh thổ đang cứng rồi, kẹt cứng rồi, khó mà phát triển được tiếp xuống phía Nam. Khó mà phát triển mở rộng nhiều được thêm. Tập sau chúng ta sẽ cố chiếm xong Champa và củng cố lực lượng thôi. Phương Bắc quá đáng sợ. Rồi anh em xem ngay và nút ra subscribe cho chuẩn của mình. Hẹn anh em đến tập tiếp theo trong series Nhà Nguyễn này. Xin chào và gặp lại. Bye bye.